giữa kỳ, thi cuối kỳ, thi đánh giá năng lực, thi trung học phổ thông quốc gia. Thời gian nó rất là gấp, cũng không có hứng học cho lắm. Nhà thôi phải cố nha mọi người. Được cơn lũ những người chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Có lẽ việc chán học và mất động lực ai cũng phải trải qua rồi đúng không? Mình cũng vậy á. Vừa rồi Tết xong đi học lại mình bị mất tập trung lắm luôn. Mình chỉ nghe giảng thôi à, chứ chép bài mình còn thấy lười nữa. Sau khi ngẫm nghĩ lại thì mình thấy có lẽ những điều này đã giúp mình vực dậy để tiếp tục cố gắng nhiều hơn. Và đây là những cách mà mình nghĩ nó có thể giúp chúng ta vực dậy tinh thần, có động lực hơn trong học tập. Đây là những gợi ý từ các bạn follow Instagram của mình. Mình rất cảm ơn các bạn đã nhiệt tình trả lời. À, và mọi người cũng đừng quên follow Insta của mình. Còn đây là page Facebook. Đầu tiên đó là thay đổi những điều nhỏ nhặt. Hello mọi người, do mình đang bị bệnh cho nên là cái giọng của mình nó sẽ hơi kỳ, mọi người thông cảm nha. À, mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái son gần đây mình thường hay dùng nhất. Đây là cái Roman nè, mình dùng khi ra ngoài và đi học luôn. Màu này xinh xỉu. Cho mọi người xem tóc của mình hôm nay đã dài lắm rồi nè, nên là mình tính cắt ngắn bớt. Theo mình, việc chán học và lười biếng không có tí động lực nào thì đó có thể là dấu hiệu của việc burnout. Vậy nên trước hết mình cứ để bản thân nghỉ ngơi một tí và thay đổi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Như mình thì mình sắp đi cắt tóc nè, hoặc có thể là dọn lại tủ đồ, dọn bàn học. Nói chung là làm bất cứ thứ gì mà mọi người cảm thấy là nó có ích nhất. Mình sẽ xem lại vài câu trong đề đánh giá năng lực. Thật ra là mình không có ổn gì hết trơn á. Môn sinh môn địa là mình thấy mình không làm được rồi. Hóa nữa, lý nữa, trời ơi. Nên là mình cũng muốn thi thử cho biết thôi, chứ mình không có định là sẽ đạt được điểm cao. Sợ lắm mọi người ơi, mệt mỏi. Mình sẽ còn trải qua rất là nhiều kỳ thi nữa. Thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, thi đánh giá năng lực. Xong rồi mới tới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thì nói chung là mình thấy thời gian nó rất là gấp. Mình cứ lên trường xong rồi mình học đại thôi, chứ mình cũng không có hứng học cho lắm. Nhờ thôi phải cố nha mọi người. Được cơn lưu ý những lượng. Để mình cho mọi người xem cái siêu khi mà kẹp tóc lên. Wow, tóc mình nó sẽ quấn. Cũng hơi thôi, chứ nó không có uống gì lắm. Bây giờ thì phải nói là tạm biệt với cái mái tóc này thôi. Trong thời gian để cho bản thân nghỉ ngơi thì mình cũng canh sale để mua một ít đồ. Vừa rồi ngày 2 tháng 2 trên Shopee cũng có khá là nhiều đồ rẻ nên là mình mua quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ unbox cho mọi người xem nha. Đây là mấy cuốn sổ xinh xinh mình hay dùng để viết những việc cần làm, gọi là to-do list. Cái bìa ở bên ngoài siêu dễ thương luôn. Mình có một cuốn để viết từ vựng nữa. Sổ này cũng nhỏ cho nên là mình bỏ vào hộp bút khá là tiện. Còn đây là một số mỹ phẩm mà mình đã mua ở Hasaki. Mình đặt cũng được giảm giá nhiều lắm nè. Mọi người canh mấy cái dịp 15 tháng 2, 3 tháng 3, 15 tháng 3. Những ngày đó Shopee sale siêu nhiều luôn. Mình đã mua chai xịt dưỡng tóc này hình như là có 30 mấy ngàn thôi. À, mọi người cũng hay hỏi mình dùng kem chống nắng loại nào thì đây, mình dùng loại nắp vàng này của Skin Aqua nè. Học thể dục mình hay dùng á, không có bị bớt hay là dầu luôn. Còn chai sữa rửa mặt này thì mình mua giùm em gái mình cho nên là mình không biết review như thế nào hết. Mình cũng có đặt thêm mấy cây bút nước, viết văn nhanh hết mực quá cho nên là mình mua thêm vài cây nữa. Công nhận bút này giá rẻ mà mực viết siêu đậm luôn. Môn văn chép nhiều mà học cũng nhiều cho nên là mình phải viết tập thật là đẹp để nhìn vô dễ học. Để mình cho mọi người xem cuốn tập văn trên lớp của mình. Mình đã cố viết sạch sẽ và đẹp nhất có thể luôn, để mỗi lần mà nhìn vô mình sẽ có hứng học hơn. Mình viết bằng hai cây bút đó luôn á, giá tầm 2.500 một cây thì phải, mà mỏng mực rất là đẹp luôn nha. Và cuối cùng là gói gelatin này, mình mua để làm bánh tráng miệng thôi, tại mình kiếm ở ngoài ít chỗ bán nên là mình đặt trên Shopee luôn. Đây là panna cotta mà mình đã làm được từ cái gelatin đó nè. Để mình cho mọi người công thức làm của mình luôn nha. Đầu tiên mình sẽ ngâm 5g gelatin, rồi thêm 15ml nước để ngâm cho gelatin nó nở ra. Phần panna này mình sẽ dùng 2 miếng phô mai dầm nhuyễn ra, xong rồi đổ thêm một hộp sữa chua nữa. Nếu mọi người có whipping cream làm thì nó sẽ ngon hơn nhiều á. Giờ mình đổ thêm sữa tươi vào rồi khuấy cho nó đều. Mình có ghi cái dòng text ở trên màn hình rồi á, mọi người theo dõi cho tiện hơn nha. Xong rồi mình đun trên lửa nhỏ để nóng rồi đổ gelatin vô. Sau đó mình sẽ lọc qua rây nha. Mình để nguội rồi mới đổ vô khuôn, để tủ lạnh tầm 4 tiếng là ăn được rồi nè. Với công thức này thì mình làm được 6 hũ. Sau khi nó đông lại thì mình đổ thêm siro vô nữa. Mình thấy nó hơi nhạt á, nhưng mà ăn rất là ngon luôn nha. Mình thấy cũng khá là dễ làm. Nếu có thời gian mọi người cứ thử nha. Hello, hôm nay là sáng thứ hai chào cờ và mình bắt đầu ngày mới bằng một hộp soi. Hên quá, lần này không có làm đổ soi nữa. Wow, nhìn chill quá đi, có nắng chiếu chiếu nữa. Hộp soi gà alo. Trường đang trao giải Casio nè, trong lớp mình có một bạn đạt giải 3, tự hào quá đi. Vì chồng thấy em đang cứ đùa cùng ai khác, cùng chẳng thể trách em chọn ai đó. Cái gì vậy bà nội? Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Bà thấy mà tức quá. Bực mình quá à. Nói được thì làm được đi, có ai ép đâu. Đi.
trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Giờ mình sẽ dùng thử chai xịt dưỡng tóc mà mình vừa mới mua. Cái gì vậy bà nội? Có gì ta chỗ lắm vậy? Có. Wow, thật là cảm động. Cái này là cacao. Cao. Trời ơi, cái nó đánh lộn kìa. Hello guys, âm tạ thứ 8. Đánh giá 1 sao nha, dịch vụ dính tóc này hơi lỏi nha. Ê, 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 đừng nói gì chứ bạn. Đúng, đúng, đúng. 1 sao. Ê, mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào. Lúc này đang giờ giải lao, tụi mình ngồi múa múa chơi thôi. Thì mình thấy tập trung vào mục tiêu của mình chính là động lực lớn nhất, nên là mình cần phải xác định rõ mình thích cái gì và cố gắng vì điều gì. Ngoài ra động lực chỉ là một phần thôi, mình còn cần phải có kỷ luật nữa. Hôm nay mệt có thể nghỉ ngơi, nhưng mà hôm sau thì phải cố gắng. Nghỉ ngơi và lười biếng là hai cái việc hoàn toàn khác nhau. Đừng có để sự nghỉ ngơi của mình trở thành sự lười biếng nha. Mình có quy định cho bản thân mình là ok, lười học hết hôm nay thôi, nhưng mà tuần sau thì phải bắt đầu lại. Thì ngay cái ngày hôm sau mình sẽ hoàn thành từng chút những việc mà mình đã đề ra, rồi từ đó cứ từ từ lấy cái đà học tập. Mặc dù là mình thật sự mất động lực học, mình cũng lười học, mình chán học lắm, nhưng mà mỗi ngày mình đều phải cố lấy một cái đề cương gì đó ra để phải làm, gọi là như một bản năng tự nhiên thôi. Mình cũng đừng nghĩ việc học là một cái sự ép buộc. Không hiểu mình mua cái bình này chi luôn, nhưng mà nhìn nó dễ thương, để trên bàn cho nó đẹp. Rót nước vô uống được luôn á nha, nhưng mà mình sợ mùi nhựa cho nên là để cho đẹp thôi. Nó gọi là máy lọc nước mini thì phải. Hôm bữa mình up trên Instagram có người xin info, cho nên là mình sẽ để link của cái bình này ở dưới mô tả cho mọi người nha. Cái bữa này sau khi mình ăn và coi phim xong thì mình cảm thấy khá là tụt mút, cho nên là mình không có hứng học. Mỗi lần gọi đầu xong thì mình cảm thấy sạch sẽ thoáng, mà giúp mình sạch sẽ thì mình sẽ có nhiều hứng học hơn. Và đúng là sau đó thì mình cũng ngồi vào bàn học thật. Lúc này thì mình đang giải hình thôi, tại vì sắp tới có bài kiểm tra hình ở trên lớp và bài kiểm tra đó mình làm cũng khá là ok. Ở lớp học thêm thì chưa có tới cái bài mà mình kiểm tra, nên là mình phải tự học ở nhà. Vì ở trên trường thì mình hơi khó theo kịp một chút xíu, nên là về nhà mình phải tự luyện thêm. Nói chung là theo mình thì mọi sự cố gắng đều được đền đáp một cách xứng đáng, vậy nên mọi người hãy cố lên nha. Chúc mọi người học tập thật là tốt. Bye bye.